Ok, chào mừng mọi người đang trở lại với channel Long là Việt Nam của mình nha. Bữa nay mình tiếp tục quay game Identity File nha mọi người. Nếu như mọi người yêu thích kênh của mình thì nhớ nhấn like và subscribe cho mình nha. Bây giờ thì mình sẽ vô game luôn. Ôi, có B5 kìa. Bệnh viện Thánh Tâm. Để xem coi bữa nay mấy em này có thoát khỏi mình hay không nha. Con mỹ nhân.
Sao mấy đứa này nó, cái bản của nó là bản gì mà lợi hại vậy ta? Nó làm mình hơi tức.
Sẵn bữa nay test thử ông này luôn. Mình chưa bao giờ test thử ông già này bao giờ. Nên bữa nay test thử coi. Đôi mắt của ta.
Đúng là con này khó chơi thì mọi người à. Con này khó chơi, chơi con khác. Con này qua mai còn chơi được. Cái đèn của nó chống lâu chưa hả? Má nó thiệt chứ.
tưởng mới chạy thoát. Mù đứng đây hoài hả? Chặn đầu hả? Mù đứng đợi. Đứng cản đường lên đấy chứ.
Con đó cưng mua hay là bữa nay cho? Nó chơi chơi thử á, Bữa nay hả? nhiều chơi thử, em không biết nữa, cái này em chuẩn bị mua thôi, em vô test thử thôi. Hay là em mướn ạ? Em đâu mướn đâu, Này cái nick của người mua cho em hả? Nếu mà ấy thì anh chuẩn bị anh tạo là mới chứ à, cũ bị dính số điện thoại kia không chơi được nữa. biết mà biết mà. Một đứa Trời ơi, dính gốc cây.
Ok, quay tới đây đủ rồi, bye bye mọi người nha, bye bye.